Hello, xin chào tất cả các anh em hùng sư đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình. Tiếp tục hôm nay lại là sự qua đài anh em à. Vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay 14 tháng 6 2024 thì nó lại tiếp tục cái hành trình là ra một cái sự kiện mới. Đây là sự kiện cũng chuyên về cho ám khí. Thì sau khi mà cái clip mình làm lần trước về lấy cái ám khí gì đó, Tam Hải Thần quay lại á. À, trong vào nhiệm vụ 7 ngày ấy, lấy Tam Hải Thần với lại lấy ám khí thì lần này vừa hết 7 ngày là ngày ngay ngày hôm sau là nó lại ra tiếp tục một cái sự kiện nữa cũng kéo dài trong vòng 7 ngày cho anh em có thể lấy được Tam Ám nếu chưa có và lấy cái cốt riêng của Tam Ám nè rồi lấy mấy cái ám khí luôn nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ review sơ về cái banner này ha, cái sự kiện này, cái này sự kiện chứ không phải banner. Mình sẽ review thật là lẹ lẹ cho anh em. Rồi đầu tiên là nó có tất cả là 7 ngày và anh em chỉ cần làm nhiệm vụ hàng ngày thì anh em cũng sẽ có được điểm để mà lấy được mấy con phần quà này. Thì nó có cái mức quà là 230 thì nó chúng có 130 130 nha anh em. Đó, những cái mảnh này rất là ngon luôn. Thực sự là cực kỳ ngon luôn. Nhờ cái sự kiện vừa rồi mà mình lên một cái rẹt, mình lên cái Phật nộ đường liên lên một số kim luôn anh em, mà mình còn dư mảnh luôn nha, mình còn dư mảnh mình chưa xài đấy, mình đang để trong túi á, rất là kinh khủng luôn, nó rất là hời luôn anh em. Cho nên thực sự là những cái tín đồ về ám khí như mình nha, là sự kiện 7 ngày vừa qua và sự kiện 7 ngày này nữa nè là đúng như là thiên đường anh em, thiên đường mà rất là mừng luôn á. Rồi mình tiếp tục review nha anh em. Mốc 230 là có 130 cái này đã, thì 460, 690 đều như vậy hết đó. Rồi ở mốc 1150 điểm chúng ta sẽ có được tam ám. Cái này có thể bị lỗi hiển thị nên nó không hiện cái hình tam ám lên. Rồi mốc 1500 chúng ta sẽ có cốt chưng. Đây là cốt riêng của tam ám anh em, nghe anh em không có nghe sai đâu, đây là cái cốt riêng của tam ám. À bây giờ mình sẽ dịch cái cốt riêng này nha. Trời ám khí cũng có cốt riêng nha anh em. Rồi cái ám cái cốt riêng này nó tên là tên gì đây, xin không dịch đi cài này nữa rồi nó lại chơi mình nữa. Rồi đây là bí mật giải quyết bí mật thiên đường, à cái tên mà là dịch đây đó, bí mật giải quyết bí mật thiên đường. Rồi đây là chân cái chân phải ha, giờ mình dịch cái dòng ở dưới nha anh em nha. Rồi cái dòng cơ bản là sát thương cuối cùng cho tất cả đồng minh gây ra lên hộ giáp sẽ được tăng thêm 100%. Đó là dòng cơ bản ha. Còn dòng 4 sao vàng là hiệu ứng cải thiện sát thương được cung cấp bởi gì trăm giải pháp vũ khí ẩn bị động được tăng gấp đôi. Ủa trăm giải pháp vũ khí ẩn là cái gì ta? Mình không hiểu luôn, trong giải pháp vũ khí ẩn là cái gì. Cái này nó là khổng tức lính, mình không biết, không biết phải không, bị động được tăng gấp đôi và nó có hiệu lực đối với tất cả các hồn sư ám khí. Rồi mình cũng không hiểu giảm chạm cái gì mà trong giải pháp vũ khí ẩn thiệt. Anh em nào hiểu được cái đó là cái ám khí nào thì comment cho mình ở dưới giùm nha, mình cũng rất là cần biết cái đó là cái gì. Ở mức 6 sao vàng là khi có hồn sư ám khí khác còn sống ở bên phe mình á thì đường môn đường tam và vũ ám sẽ nạp lại hai đạn bổ sung vào đầu trận hoặc là cuối lượt của mình. À cái này là đầu hiệp hoặc là cuối hiệp của mình đó, nghĩa là được nạp đạn mà mấy bạn các bạn anh em biết đó, khi mà vũ ám mà nó đầy đạn á nó bắn sẽ tăng sát thương cuối cực kỳ khủng khiếp luôn đó. Rồi cái bộ cái dưới dòng dòng sưu tầm nè, dòng dịch luôn là bộ sưu tập nè, 1 2 3 4 5 6 sao, hiệu quả sát thương của ám khí sẽ tăng là 0,6, 1.8, 3.6, 4.8, 6 chấm và 7.2%. Rồi trong thi đấu thì sát thương của tất cả các hồn sư của chúng ta sẽ giảm đi, đó tương tự đó. Ngon 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 em ơi, cái này phải đấy thôi. Mình chỉ không hiểu cái gì trăm giải pháp vũ khí ẩn là cái gì. Chẳng lẽ đây để mình dịch thử nha, trăm giải pháp vũ khí ẩn. Cái này là cái này. Cái này không phải đâu. Long Long Chim Công đúng rồi, cái này không phải.
100 giải pháp vũ khí ẩn là cái gì ta? Thì trong này nó có những cái món lại dân hàng như này gọi là gì ta? Cái này không? Này hồi đầu đường liên nó dịch đúng luôn, hồi đầu đường liên anh em ơi, không phải. Ủa trăm giải pháp vũ khí ẩn cái này hả ta? Chẳng lẽ nó là bao nhiêu đâu trăm? Này mưa kim trăm này nó gì đúng rồi. Mưa lê hoa kim trăm đúng rồi. Hồi giờ mình cũng không biết luôn, cái nội tại một cái gì cũng không biết luôn. Anh em nào biết cứ hãy giúp giúp mình nha, giúp mình giải đáp của nó nha anh em. Cảm ơn anh em. Rồi, tiếp tục mình về quay về cái sự kiện đó. Thì bây giờ cái mốc tiếp theo là mốc 1.700 điểm, tức là sẽ có hai phần quà, tức là có hai cái này nè, một cái được hai cái đó. Đây là quan hũ lệ, là cái banner mà nhà phát hành đang nợ sự việc mình. Đúng là ra rồi anh em, nó ra chung với con kiếm sẽ quay lại á, mà bây giờ nó chưa ra luôn. Cụ nó delay kinh khủng, bây giờ ngày 14 tây tháng 6 rồi mà giờ nó chưa ra anh. Rồi phục dịch sức cồ hay là ngàn lễ một đêm ha, rồi tương tự cắm khí như nhau hết, các hợp như nhau hết nè anh em ha. Đó mà này cái số lượng nó tăng dần lên rất là sướng luôn nè, mình đang rất cần cái qua mua lại luôn nè. Tại vì thật sự là nếu mà tích mảnh á lâu lắm anh em, nếu mà được cái này nha, được cái này một cái á, là mình sẽ lên lên liền cho 10 sao luôn, mà 10 sao là cực kỳ kinh khủng. Để nói qua Việt Nam mình đi là mình review cho anh em, tại cái qua mua lại này nó kinh dị lắm anh em, nó rất kinh dị luôn. Có thể nói nó chính là ma thụ của giới ám khí mà nó kích liên tục anh em. Rồi thực sự là nó cũng chỉ có cái sự kiện nó mới à, còn một đài tính năng mới nhiều lắm anh em. Nói chung là giờ nếu mà mình review thì mình nếu mà mình làm một cái clip mà về những cái tính năng mới sự đài so với sự việc á thì là phải làm cái clip thôi, thì nó nhiều lắm anh em. Sự việc mình nó quá chậm, nó thật nó quá chậm luôn. Rồi thôi ok, mình review sơ cho anh em vậy nha, để anh em biết những cái gì sắp tới thôi. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip ha, rồi hẹn gặp lại anh em ở cái clip tiếp theo. Hy vọng tiếp theo sẽ là cái clip mà kiếm SP quay lại cùng với lại banner ám khí quan hệ mua lệ. Rồi bye bye anh em nha, see you.